Namaste. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ 9 trong chuỗi những bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu. Và vào buổi thứ 9 này thì Trang muốn giới thiệu với mọi người những cái động tác ngả sau quen thuộc và cơ bản nhất trong yoga. Và làm thế nào để chúng ta vào những cái tư thế ngả sau an toàn. Thì ở bài số 4, số 5 và số 6 thì chúng ta đã học cách hít thở trong yoga. Và ở bài số 7 thì chúng ta đã học cách làm thế nào để siết cơ bụng. Thì hôm nay là bài về ngả sau thì chúng ta có một số cái nguyên tắc như sau khi thực hành các tư thế ngả sau. Và thứ nhất là chúng ta cần phải làm mềm cột sống và phần thân trên của cơ thể trước khi vào các tư thế ngả sau. Thứ hai nữa là ở trong các tư thế ngả sau chúng ta cũng siết cơ bụng. Chúng ta siết cơ bụng với cái mục đích là giúp bảo vệ cái phần thắt lưng của mình. Bởi vì các cái tư thế ngả sau thì nó sẽ uốn cong cái cột sống của mình. Rồi điều thứ ba nữa đó là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình. Ở những cái tư thế ngả sau thì không còn dễ dàng. Chúng ta siết cơ bụng với cái mục đích là giúp bảo vệ cái phần thắt lưng của mình. Bởi vì các cái tư thế ngả sau thì nó sẽ uốn cong cái cột sống của mình. Rồi điều thứ ba nữa đó là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể của mình. Ở những cái tư thế ngả sau thì không còn dễ dàng đối với người mới. Thế cho nên mình sẽ tập luyện từ từ và cảm nhận cái cơ thể của mình. Nếu như mình cảm thấy đau, thấy khó chịu thì chúng ta hãy dừng lại. Chúng ta sẽ chỉ tập vừa sức của mình thôi. Còn chúng ta sẽ tập từ từ qua nhiều ngày, cho nên là mỗi ngày một chút xíu thì dần dần là mình sẽ vào được sâu hơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nha. Chúng ta ngồi ở tư thế bắt chéo hai chân với hai tay đặt lên gối và chúng ta sẽ cùng nhau cuộn cột sống. Giữ cho lưng, đầu, cổ thẳng hàng, kéo trái mông ra phía sau, nhấn xương ngồi xuống sàn rồi nhìn về phía trước. Rồi đưa ý thức về vùng vai gáy và vùng thắt lưng, chúng ta cùng cuộn cột sống như sau. Hít vào, rướn cằm lên và đẩy ngực về phía trước. Cái bỏ vai thả lỏng và cái khuỷu tay co. Thở, ấn bàn tay lên đầu gối, xếp bụng gù lưng ra phía sau, hạ cằm xuống. Tiếp tục hít vào, rướn cằm lên. Đẩy ngực về phía trước, mở vai. Thở, xếp bụng gù lưng ra phía sau. Ta nhớ sao nhỏ xiết cơ bụng lại, đúng rồi. Cái tay thẳng vào cái vai gù. Hít, rướn đẩy ngực về phía trước. Co khuỷu tay nâng cằm lên. Thả lỏng bả vai. Thở, xiết bụng cuộn lưng ra phía sau. Bằng cách này thì chúng ta bắt đầu khởi động cái cột sống của mình. Hướng cằm về ngực. Hít, rướn. Thở cuộn. Hít rướn. Co khuỷu tay lại nha, đẩy ngược về phía trước. Thở cuộn. Siết cuộn lưng ra sau. Hít rướn. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Lần cuối hít rướn. Thở cuộn. Rồi hít vào, nâng đầu lên. Rồi từ từ chúng ta chống bàn tay xuống sàn và chúng ta khởi động khớp vai. Siết bụng lại nhá, rướn đầu lên. Hít vào, đẩy vai phải ra sau. Bằng cách tập cho cái khớp vai này, khớp hông này thì chúng ta sẽ dễ thực hiện cái tư thế ngả sau hơn. Thở, hạ tay xuống, hướng về phía trước. Hít vào, đẩy tay trái ra sau. Mình tập trung vào cái khớp vai và đẩy nó ra sau. Đúng rồi, thở xuống. Hít tay phải ra sau.
thở xuống, hít tay trái ra sau, thở xuống, hít tay phải ra sau, thở xuống, cuối hít tay trái ra sau, thở xuống. Rồi từ từ bạn duỗi chân về phía trước, kéo mông ra phía sau, giữ cho lưng thẳng, lắc nhẹ hai chân. Rồi từ đây chúng ta bắt chéo hai chân và chống bàn tay xuống sàn. Từ từ bước chân trái sang ngang, sao cho chân trái thẳng hàng với gối phải và hạ tay xuống sàn. Bằng cái bài tập này chúng ta sẽ vừa làm mềm cẳng chân này, khớp hông này và vai và cột sống. Bài tập này là bài tập mèo bò biến thể. Xòe động các ngón tay ấn xuống sàn, nhớ cổ tay nằm ở ngay dưới bả vai, rồi nhìn về phía trước. Hít vào, rướn cằm lên và trũng lưng. Thở hạ cằm xuống, xếp bụng gồng lưng lên cao, hướng cằm về ngực, cuộn lưng lên. Hít rướn. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Rồi hít nâng đầu lên, ta đổi bên nha. Rồi bước chân phải sang ngang, nhìn về phía trước, tay dưới vai và gối dưới hông, nhìn phía trước. Hít vào, rướn cằm lên, trũng lưng. Thở xếp bụng cuộn lưng, cụp xương cụt xuống. Hít rướn. Mềm cột sống, mềm cổ, mềm vai ra. Cảm nhận sức căng phía sau cẳng chân bên phải hạ. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Lần cuối hít rướn. Thở cuộn. Rồi từ từ thu chân lại, ngồi mông lên gót chân và xoay cổ tay cổ chân. Rồi từ đây nhìn về phía trước và đặt hai bàn tay ra ngang, đặt tay phải lên tay trái, rồi sau đó co tay trái lại và nhìn về phía trước. Hít một hơi thật sâu, thở kéo vai trái, kéo cái tay trái sang ngang và đẩy cái vai phải về phía trước để chúng ta cùng kích hoạt khớp vai. Mắt nhìn sang bên tay phải. Ba, hai, một. Rồi ta đẩy về phía trước, đổi tay phải nằm dưới, tay trái nằm trên. Hít vào, thở trượt. Rồi hít vào, đổi tay, co kiểu tay, thở trượt. Hít vào, đổi tay, thở trượt. Mắt nhìn vào tay trái. Rồi hạ tay xuống. Bây giờ tay dưới vai và gối dưới hông trở lại. Tiếp tục cùng kéo giãn cột sống. Bạn hạ quỳ trỏ xuống sàn và đan bàn tay lại với nhau này. Di chuyển gối ra phía sau một tí, giữ cho đầu gối nằm ngay dưới hông. Rồi tay ở dưới vai, nhìn về phía trước. Hít một hơi thật sâu, ta
đu cái bả vai này, quá cái cổ tay nhá. Đúng rồi. Thở từ từ chúng ta thấp vai xuống và chu mông lên. Đúng rồi. Chúng ta đang mở cái khớp vai và kéo giãn cột sống. Hít vào. Quá cổ tay này. Thở ra. Ép vai xuống. Mềm cột sống, siết bụng. Hít vào. Quá cổ tay. Thở ra phía sau, siết bụng. Mình có thể hạ cằm này, ngực này, hoặc trán xuống. Ai mà dẻo thì hạ cằm, hạ ngực. Ai chưa dẻo thì hạ trán. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi, lần cuối hít. Thở. Rồi, hít nâng người lên. Rồi, từ đây ta ngồi mông lên gót chân và tách đầu gối sang hai bên. Tách đầu gối sang hai bên này, ta ấn tay trái xuống sàn sao cho tay trái, hông và chân phải trên một đường thẳng. Chuẩn bị nhấn hai đầu gối này lên và nâng tay phải lên. Khi nâng tay phải thì chúng ta sẽ đưa tay phải theo cái đường chéo này chứ không phải là lật thẳng lên này, đúng không? Rồi, hít vào này, xoay tay phải một vòng tròn, rồi sau đó mới hướng lên cao và ngả ra sau. Cái bàn tay trái này hạ hẳn xuống. Thở, hạ tay xuống, chống tay phải xuống sàn nha. Cơ bụng siết lại này. Rồi, siết cơ bụng lại này, chuẩn bị này. Hít lên. Cái hơi hít vào đây chúng ta đang dùng là hơi thở ngực. Thở xuống. Rồi, tiếp tục ấn tay trái xuống sàn. Tay trái, hông và chân phải trên một đường thẳng. Siết bụng. Hít lên. Thở xuống. Rồi bên trái, hít lên. Thở xuống. Rồi từ từ ta hạ tay xuống sàn. Vẫn là động tác con mèo ba chân hôm trước, nhưng mà chúng ta hãy đưa cái sự tập trung của mình vào vùng thắt lưng, vùng cột sống. Hít vào, đẩy chân phải và rướn cằm lên, chụm các ngón chân lại. Đúng rồi. Thở, xếp bụng cuộn lưng hướng trán về đầu gối. Hít, đẩy chân ra sau. Đúng rồi, thở cuộn. Cảm nhận sự di chuyển của cột sống. Hít, rướn. Thở cuộn. Hít, rướn. Thở cuộn. Lần cuối hít rướn. Thở cuộn. Rồi hít vào, đẩy chân phải ra phía sau. Co chân phải lại và tay trái cầm lấy nửa bàn chân phải rồi nhìn về phía trước. Và hít vào, nâng chân phải lên. Siết bụng lại nha. Bật cái vai trái ra phía sau, nhìn một điểm ngang tầm mắt. Không thay đổi điểm tập trung hoặc có thể nhìn xuống dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống rồi đổi bên. Chân trái này, tay dưới vai, gối dưới hông. Hít vào, đẩy chân trái ra phía sau và nâng cằm lên. Thở, siết bụng cuộn lưng hướng trán về đầu gối. Hít vào, đẩy chân ra sau. Thở cuộn. Hít rướn. Thở cuộn. Hít hai. Thở cuộn. Hít một. Thở cuộn.
Rồi hít đẩy chân ra sau, co chân trái lại và tay cầm lấy bàn chân trái nhìn về phía trước. Rồi hít vào nâng chân lên và giữ. Bật dùng cái bàn chân để đạp bàn tay ra phía sau. Nhìn một điểm ngang tầm mắt, nhìn phía trước hoặc nhìn xuống dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ tay xuống. Từ từ ngồi mông lên gót chân và xoay cổ tay. Mình bấm vào cái bấm vào dưới cái cổ tay này cho máu nó về cổ tay. Rồi từ từ chúng ta nằm úp xuống sàn. Và chúng ta sẽ làm quen với một trong những cái tư thế quan trọng nhất trong và chúng ta sẽ làm quen với một trong số những cái tư thế yoga phổ biến nhất và rất là bổ ích cho sức khỏe. Đó là tư thế rắn hổ mang. Chúng ta hãy xòe các ngón tay và hướng các ngón tay ở ngay ngực. Nhìn nếu mình nhìn sang ngang thì mình thấy đầu các ngón tay này nó không quá vào vai. Như thế này là quá vào vai này. Dưới này. Rồi, đặt trán xuống sàn. Mũi chân tách sang hai bên. Khuỷu tay này, khuỷu tay ai mà co mà banh ra như thế này thì chúng ta khép về ngực. Rồi cái hai mũi chân tách sang hai bên. Rồi chuẩn bị này, nhìn vào khớp vai của Trang nha. Hít vào ta cuộn vai lên này. Rồi nâng đầu lên. Siết bụng lại nha, siết bụng lại. Nâng cằm lên, thấp vai xuống. Rồi, cái lỗi hay gặp nhất ở đối với tư thế rắn hổ mang là chúng ta thường thẳng tay và rụt vai như thế này thì nó không tốt, nó không giúp được cái phần ngực của mình được mở nhá. Rồi từ từ mình co khuỷu tay lại này, mình khép về ngực này và mình rướn cằm lên. Mình đẩy ngực lên, đẩy cái cằm lên, đẩy cái ngực về phía trước. Rồi. Thở ra hạ xuống, trán xuống mặt hàm. Rồi tiếp tục, chúng ta tiếp tục nha. Hít vào, nâng đầu, nâng vai lên. Cuộn vai ra phía sau, khép cùi trỏ về ngực. Thở hạ trán xuống. Tiếp tục hít, nâng đầu, nâng vai lên. Khép cùi trỏ về ngực. Thở hạ trán xuống. Rồi tiếp tục hít nâng đầu nâng vai lên. Thở hạ xuống. Lần cuối cùng. Hít nâng đầu nâng vai lên. Nhớ cùi trỏ khép lại, vai trì xuống, đầu nâng lên. Rồi thở ra hạ xuống. Duỗi tay ra phía sau, xoay đầu sang một bên, xoay đầu sang bên ngược lại. Rồi đặt trán xuống sàn trở lại, co hai đầu gối lại hướng về mông và dùng hai tay cầm lấy hai mũi chân. Rồi tư thế thứ hai mà chúng ta sẽ tập hôm nay đó là tư thế cây cung. Rồi như sau này, ta hít vào, nâng đầu, nâng vai lên. Rồi sau đó dùng bàn chân này, đạp bàn tay ra phía sau. Nâng đầu, nâng vai lên, giữ. Mắt nhìn phía trước hoặc mắt nhìn xuống dưới. Thở ra hạ xuống. Rồi tiếp tục hít, nâng đầu, nâng vai lên. Cảm nhận được toàn bộ vùng cơ lưng của mình nó được kích hoạt. Chúng ta có thể hít thở đều trong tư thế. Thở xuống. Rồi tiếp tục hít nâng đầu nâng vai lên. Thở xuống. Chống tay cạnh ngực. Rồi từ từ chống mũi chân và đẩy mông lên cao. Ngồi lên gót chân và duỗi tay xuống sàn. Tư thế em bé. Thả lỏng đầu vai cổ ở đây.
Rồi, tay xuôi theo thân người. Hít vào cuộn tròn từng đốt sống lưng ngồi dậy. Và từ từ hạ mông xuống sàn. Vậy là chúng ta đã làm quen với một số cái tư thế ngả sau cơ bản nhất trong yoga. Và chúng ta hãy tách chân sang hai bên. Hôm trước thì mình tập cái tư thế gập trước thì mình phải trả lại bằng tư thế ngả sau. Và hôm nay thì mình tập ngả sau thì mình cũng phải trả lại bằng tư thế gập trước. Rồi, hít vào ta vươn cái bàn tay lên cao này. Hướng dài lưng. Rồi, thở xoay người sang bên chân phải của mình. Ai mà còn cứng thì chúng ta co gối phản lại, áp bụng về đùi và gấp xuống. Còn ai mà có độ dẻo tốt hơn thì mình có thể thẳng cẳng chân và hướng trán sang cẳng chân phải và đầu gối phải giữ. Nhớ bàn chân móc lên hướng về đầu, chứ cẳng chân phía sau được duỗi. Rồi, hít thở bụng ở đây nha. Ai mà quên bài hít thở bụng rồi, chúng ta quay lại bài thứ 5. Ba, hai, một, thoát khỏi tư thế. Hít vào, ta vươn tay lệ. Rồi, ở đây siết bụng này, nâng ngực lên này. Thở sang bên trái, trán về cẳng chân. Hít thở bụng ở đây. Khi hít vào, bụng phình lên. Khi thở ra, bụng xẹp xuống. Ba, hai, một, thoát khỏi tư thế. Hít vào, vươn bàn tay lên. Rồi, thở ra, hạ tay xuống. Tiếp tục chúng ta chống bàn tay xuống sàn và chuẩn bị nâng hông lên này. Gót chân này ấn xuống sàn, chuẩn bị hướng mũi chân xuống sàn. Hít vào, nâng hông lên. 3, 2, 1, thở hạ hông xuống. Rồi, từ từ chúng ta đi bộ hai tay về phía trước. Và nếu được hạ cùi chỏ xuống sàn. Rồi, giữ ở đây, hít nâng đầu lên. Giữ lưng thẳng. Và nếu ai có độ dẻo tốt hơn, từ từ chúng ta đẩy bàn tay về phía trước và gập xuống. Cái này là một tư thế này thì nó hơi khó so với người mới, nhưng mà chúng ta hãy tập theo sức của mình nhé. Nguyên tắc tập là chúng ta luôn luôn tập theo sức của mình. Còn nếu ai dẻo rồi thì mình có thể thử thách. Rồi, từ từ chúng ta nâng người lên. Rồi, khép hai chân lại. Thư giãn cột sống. Hít vào, vươn tay lên. Cạo. Rồi, thở vặn người sang bên phải. Xoay vai ra phía sau. Rướn đầu lên ha. Tiếp tục hít, vươn tay lên. Thở vặn sang bên trái. Xoay vai ra sau. Ra tí nữa. Hít, vươn tay lệ. Thở vặn sang bên phải. Xoay vai ra phía sau. Hít, vươn tay lệ. Thở vặn sang bên trái. Xoay vai ra phía sau. Rồi, hít, vươn tay lên. Thở hạ tay xuống. Từ chúng ta bắt chéo hai chân. Chuẩn bị chống bàn tay ra phía sau. Hướng đầu gối xuống sàn và chuẩn bị tiếp tục một tư thế ngả sau nữa. Nhấn đầu gối xuống sàn nha. Hít vào, nâng ngực lên và siết bụng này. Rồi, từ từ nâng gối lên, nâng hông lên. Đẩy ngực, ngửa cổ ra phía sau. 5 4 3 2 1 Thở từ từ hạ hông xuống. Rồi, hít vào, ta vươn bàn tay lên. Và trả lại bằng cách thở hạ tay xuống và trượt xoài người về phía trước.
theo sức của mình. Nhớ chúng ta xuống theo sức của mình nha. Luôn luôn nhớ tập theo sức của mình. Ba, hai, một. Rồi, hít vào nâng người lên. Thật là tuyệt vời. Từ từ co đầu gối, đóng người xuống sàn. Từ những cái tư thế ngã sau gập trước luôn luôn rất là dễ chịu cho cột sống. Bây giờ từ từ ta co đầu gối lại, kéo về người, ấn chặt thắt lưng xuống sàn. Và tiếp tục thực tập hít thở bụng ở đây. Việc hít thở bụng cuối mỗi bài như thế này nó sẽ giúp thư giãn cột sống, thắt lưng, điều hòa lại hơi thở và làm lắng dịu cơ thể, làm lắng dịu hệ thần kinh và tâm trí của chúng ta. Rồi, từ từ chúng ta tách rộng hai tay hai chân, lòng bàn tay ngửa, gót chân tách ra 2 mét thảm. Và chúng ta vào bài thiền thư giãn vào mỗi cuối bài tập Savasana. Hãy từ từ hướng ý thức của mình về hơi thở. Khi hít vào, ta thấy bụng phình lên. Khi thở ra, ta thấy bụng xẹp xuống. Hướng hai bàn tay cách 45 độ so với thân người. Lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Hai gót chân được đẩy ra 2 mét thảm. Cảm nhận sự thư giãn của toàn bộ thân người khi được trải thẳng lên mặt thảm.